Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của em Trang để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi đây quý vị ơi. À, đẹp không ha? 32. Đẹp luôn. Quá sắc phôi luôn. Tha hồ trồng luôn quý vị ơi. Đây, chào Trang. Dạ em chào anh Tuấn, dạ em xin kính chào cô chú anh chị em mình ạ. À, em là Trang ở chợ gạo Tiền Giang ạ. Hôm nay em xin giao lưu tới cô chú anh chị em mình một số phôi mai giảo nha cả nhà. Hình thức của em vẫn là bao sóng màu xếp toàn quốc ạ. Số điện thoại liên hệ của em là 0386335971, cũng là số Zalo của em ạ. Rất mong cô chú anh chị em mình xem hết clip và ủng hộ giùm em nha cả nhà. Cô chú anh chị em mình trong quá trình coi mà có ưng mã nào thì alo trực tiếp ủng hộ giùm em ha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều luôn. Rồi em vào mã tiếp theo nha cả nhà. Rồi đầu clip hôm nay là mã số. Dạ em tiếp clip trước là mã đầu clip là mã 32 luôn ạ. Rồi 32. Rồi mình cho cái chiều cao nó trước luôn ha. Này cây bự ha, tại cành đẹp quá. Cao là 80. Rồi. Cái hoành luôn, hoành khá to đây. Hoành là 30 ba mấy? Đâu? 38 39 gì không? Vậy không? 37. Rồi, 37 hoành quý vị ơi. Tay cành đẹp ha. Cành lực không nè. Cái co nè, co này để dính luôn không gì. Vậy cái đoạn cái gì xem nè, đó. Để dính. Cái này cái gọng co lắc cũng quái luôn à. Ê cái đế này anh chị em mình không thích thì về cắt bỏ này giùm em ha, là ra nguyên một khối đế nơm luôn, nguyên cụm đế nơm đó luôn. Để vậy cho nó kín đế ha. Dạ, mà tùy để ý thích câu chú anh chị em mình ha. Mấy chi đế rất là lực luôn. Bao nhiêu đây Trang? Dạ mã đầu clip là mã 32, em giao lưu 4 triệu rưỡi bao ship ạ. Cái rồi, 4 triệu rưỡi ha. Hỏi gì đây? Em thấy nó chà bá luôn. Rồi. Em thấy nó bự quá, em đo thử nó nhiêu. Rồi, chút cây luôn. Bỏ hai cái cục. Chồng nó luôn ha. Rồi, mã tiếp theo là mã 33. Rồi, mã số 33. Rồi, chiều cao luôn Trang. Mã 33. Cao là 85. Rồi, cái hoành luôn. Hoành là 31. Rồi, CC luôn, 31 hoành. Tay cành đều quý vị. Đó, tay cành đều ha. Em này có co ở dưới đây bẻ nè, cũng ngặt ngặt nó vậy nè. Trong quá trình vận chuyển bị tróc cái da. Cẩn miếng ha. Dạ, tróc da em keo rồi. Sẽ keo rồi. Cây này gọng co lắc nó cũng hay luôn nè. Rồi, giao lưu bao nhiêu đây em? Dạ mã 33 em giao lưu 2.8 triệu bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi, xuống cây luôn, 2.8 triệu. Cây này chậm bá. Rồi, mã tiếp theo là mã 34. Rồi, 34 đây. Rồi, chiều cao. Cao là 78. Rồi. Hoành là 24. Rồi, xoay luôn. Tay cành đều luôn. Cây này đế đẹp luôn nè. Tay cành đều còn đế đây. Đế cũng đều luôn quý vị. Rồi, giao lưu. Rồi mã 34 em giao lưu 700. Rồi, 700 bao luôn. Ship toàn quốc. 700. Rồi mã tiếp theo là mã 35. Rồi, 35 đây quý vị. Đây. Rồi, chiều cao em nói luôn. 72. Rồi. Mã 35 rồi. Cao là 72, hoành là 30. Để ghi vô nha, để quên nha. Cây này nguyên một cái nồi đế nó cũng chà bá luôn. Củ nạc 58. Rồi để đây quý vị. Rồi, giao lưu bao nhiêu ta? Dạ mã 35 em giao lưu 2.2 triệu ạ. Rồi, 2.2 triệu. 2.2 triệu bao ship toàn quốc. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em lên tiếp mã 36. Rồi, lên luôn. Rồi, 36 đây rồi quý vị. Rồi, chiều cao luôn. Cao là 51. Hoành là 22. Rồi, xoay luôn, 22 qua. Đấy ha, giữ quá nè. Rồi, xoay đế qua bên kia luôn. À, cũng kính đế qua đây ha quý vị.
Rồi giao lưu như đây. Rồi em giao lưu 650 cho mã 36. Rồi xuống cây luôn. 650. Rồi mã tiếp theo là mã 37. Rồi 37 đây. Rồi chiều cao luôn. Cao là 70. Hai hoành. Hoành là 28. Rồi xoay xoay luôn, 28 hoành. Tay cành bự bự không đây? Tay cành đều lực lực luôn. Cụ đế đây quý vị. Kính đế quá ha. Khối nè. Mình đo cái khối này còn được nhiều. Khối đế rồi. 55. Rồi, giao lưu bao nhiêu đây Trang? Dạ, em giao lưu 1.3 triệu, nguyên 1 khối đế nạp luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em lên tiếp mã 38. Rồi, chiều cao nó luôn. Cao là 80. Rồi, cái hoành. Hoành là 30. Rồi, xe xe luôn, 30 hoành. Tay cành cũng đều. Để mình vô đế cái quý vị. Đế đây. Đó. Đế nguyên một bể đế luôn. Để bàn xe ha. Rồi giao lưu như đây. Rồi em giao lưu 1.5 triệu cho mã 38. Rồi xuống cây luôn, 1.5 triệu. Rồi em lên tiếp mã 39. Rồi 39. Rồi 39 đây. Cao là 51. Để cộng nào nó chán chán dữ luôn. Hoành là 30. Rồi hơn 30, tính 30. Đâu vậy cũng như đế đâu. Đó, đế cộng nào nó bự 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 luôn ha. Rồi, giao lưu như thế Trang. Rồi em giao lưu 1.3 triệu. Rồi, 1.3 triệu 39. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, rồi em lên tiếp mã 40. Rồi, 40 đây rồi quý vị. Rồi, cho chiều cao luôn. Cao là 90. Hoành là 25 hơn. Rồi, xe xe luôn, tay cành đều luôn. Tay cành đều ha. Còn cành phóng luôn nè. Để nè. Cây này anh chị mình về trồng liền được. Này mình xịt mầm ha. Xịt mầm nè. Giao lưu nha em. Dạ rồi, mã 40 em giao lưu 700. 700. Rồi xuống cây. Rồi em lên tiếp mã 41. 41 đây. Rồi vô chiều cao luôn. 41 em này gọng coi lắc nó cũng quái nè. 51. Rồi cái hoành luôn rồi quý vị. Hoành là 25. Đây, cái co lắc nhìn kỹ á. Co lắc lò xo quái quái nè. Để luôn. Đây có cụm đế nè. Rồi, rồi em giao lưu 800. Rồi xuống cái. 800 cho mã 41. Rồi lên 42. Rồi lên tiếp mã 42. Rồi chiều cao 42, cao là 80. Rồi hoành là 26. Để xây luôn, 26 hoành. Cây này bộ đế nó đẹp nè. Chạy đều luôn. Rồi, giao lưu như đây. Rồi, mã 42 em giao lưu 600. Rồi, xuống cây, 600 ngàn. Chị kéo gần cho dễ, rinh cho nhẹ. 43. 43. Rồi, chiều cao 43 luôn. Cao là 50. Rồi, cái hoành luôn. Hoành là 25 hơn. Để hoành là 25 cho mã 43. Để xe đều luôn nè ha. Để đây. Nguyên một khối đế luôn. 62. Rồi giao lưu như đây. Dạ em giao lưu 850. Rồi xuống cây. 850 cho mã 43. Rồi. Rồi em lên tiếp mã 44. 44 luôn. Có cành phóng ngay cái cò luôn ha. Rồi chiều cao luôn. Cao 42. Rồi cái hoành. Hoành 29. Có cành phóng to ngay cái co. Cây này dáng nó cũng quái quái. Để đây.
Rồi, Zalo như đây. Rồi, em Zalo 1 triệu 3 cho mã 44. Rồi, xuống cây, 1 triệu 3. 1 triệu 3 cho mã 44, mã 45. 45, vô. Rồi, chiều cao luôn. 3 tại cành bự bự ha. Cao là 46. Hoành là 31. Rồi, ôm cái củ nạc. Củ nạc là 59. Rồi. Đây cái độ cao của nạc xuống đây. Đây là 15 luôn nè. Từ mấy đây xuống đây 15 luôn. Rồi, tay cạnh bự nè. Đây, cái củ nạc ở đây. Củ nạc chà bá luôn. Rồi, giao luôn như đây. Rồi, em giao luôn 1 triệu rưỡi ạ. Rồi, 1 triệu rưỡi cho mã 45. Rồi, lên cái rồi, tiếp em theo lên luôn. Tiếp mã 46. Rồi, 46 đây quý vị. Rồi, chiều cao luôn. Số 46. Cao là 80. Rồi, vô cái hoành luôn. Dạ. Nhiều, ba mấy. 34. Củ đặt là 57. Rồi, nạc 57, hoành thì 34. Thay cành xòe. Xòe đều luôn. Đây, vô cái củ nạc nó đây quý vị. Rồi, giao lưu. Rồi, mã 46 em giao lưu 2 triệu 3. Rồi, 2 triệu 3. 2 triệu 3 bao ship toàn quốc. Rồi, xuống cây. Rồi, em lên tiếp mã 47. Rồi, 47 đây quý vị. Cao là 42. Rồi, cái hoành em nói luôn. Hoành là 25. Rồi, xoay xoay luôn. Cò lắc tay cạnh, ok quá đây. Để đây. Rồi mã 47 em giao lưu 650. Rồi, 650. 650 mã số 47. Rồi em lên tiếp mã 48. Rồi 48 đây quý vị. Trong quá trình coi anh chị mình có ưng mã nào alo trực tiếp ủng hộ giùm em nha cả nhà. Rồi cao là 78. Rồi cái hoành luôn. Hoành là 34. Rồi xe xe luôn, 34 hoành luôn, hoành bự đây ha. Rồi mã 48 hoành là 34. Để đây. Đó là gì đây? Nạc ha. Củ nạc là 60. Rồi. Giao lưu nhiêu em? Rồi mã 48 em giao lưu 1 triệu 6 ạ. Rồi. Sáu ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã 49. 49 đây. Cái này tại cành bự bự không ha. Tại cành cũng dây xòe đẹp nè ha. Rồi mã tiếp theo là mã 49. Cao là 60. Rồi cái hoành luôn. Hoành là 31. Đó, tại cành xòe. Để dưới xòe cũng đẹp luôn. Để cái gì để xòe nè. Xe đẹp ha. Tay cành này xè như là múa. Tay cành múa. Để xè đẹp, tay cành cũng đẹp. Giao lưu nhiêu đêm? Rồi mã 49 em giao lưu 1 triệu rưỡi ạ. Rồi xuống cây luôn, 1 triệu rưỡi, mã số 49. Rồi em lên tiếp mã 50. Rồi 50 đây. Rồi cho chiều cao em nói luôn. Cao là 39. Rồi cái hoành. Hoành là 27 hơn. Rồi hoành 27. 27 hoành. Hoành là 27. Để luôn mã đây. 50 hoành là 27. Rồi, giao lưu nhiêu rồi đây? Em giao lưu 700. Rồi, xuống cây 700. Tiếp tục luôn. Rồi, em lên tiếp mã 51. Đúng rồi, 51. Cao là 55. Hoành là 28. Rồi, 28 hoành. Tay cành đây. Nhìn ngắm nghe kỹ ha. Đường thân tay cành. Đó, để ở dưới luôn nha. Đây, để đây. Này có cái cành đổ luôn ha. Cành phóng mà không đổ luôn ha. Rồi. Rồi, mã 51 em giao lưu 950 ạ. Rồi, 950. Rồi. Rồi, em lên tiếp mã 52. Rồi, 52 đây quý vị. Thank you.
mã 52, cao là 54, hoành là 24 hơn. Rồi xe xe luôn. Còn cây này sắn lò xo với cây nãy anh cặp được, nãy lúc nãy con cây sắn lò xo. Sắn sắn giống vàng giống giống vậy ha. À. Rồi để đây quý vị. Rồi giao lưu như đây. Rồi mã 52 em giao lưu 950 ạ. Rồi 950 nghe. Rồi xuống cây luôn. Rồi em lên tiếp mã 53. Ba. Đây cành đẹp quá đây. Rồi chiều cao luôn. Mã 53 cao là 59. Rồi cái hoành. Hoành là 25. Rồi xe xe luôn. 25 hoành. Cái này đây nó sần sù cho em. Nó có dấu hiệu như cái gì? Cái nách này ha. Dấu hiệu ban đầu cái gì? Nó trồng gì sung chảy ra nữa ha. Đó này ban đầu nó vậy rồi đó, nó có dấu hiệu rồi ha. Dấu hiệu hiện tượng. À, cây sù thì quý vị trồng lâu năm nó sẽ chảy ha, còn cây nào không có sù thì trồng cho thiệt là lâu nó không có chảy gì hết ha quý vị. Này nó hiện tượng dấu hiệu hàng tương lai cái nhà mình. À, về trồng giùm em. Giao lưu bao nhiêu? Rồi mã 53 em giao lưu 800. Rồi xuống cây luôn. 800. Rồi em lên tiếp mã 54. Rồi, số 54 đây. Rồi, chiều cao nó luôn. 54 cao là 40. Rồi, vô cái hoành. Hoành là 28. Rồi, em này tay cành. Bốn tay cành chỉ đều bốn hướng luôn. Đây, cụ đế. Rồi, giao lưu bao nhiêu đây? Rồi, mã 54 em giao lưu 950 ạ. Rồi, 950 cho mã 54. Rồi, lên 55 luôn. Rồi, em lên tiếp mã 55. Rồi, chiều cao mã số 55. 55 cao là 62. Rồi, cái hoành luôn. Hoành là 28. Rồi, xây xây luôn. 28 hoành à quý vị. Đấy ha. Để đều bốn mặt luôn. À, chỗ nào cũng là đế ha. Không thiếu chỗ nào ha quý vị. Cái này cũng có một cái khối đế đặt đây. Rồi, giao lưu như đây. Rồi, mã 55 em giao lưu 900. Rồi, xuống cây luôn. 55 đúng không? 55. 55. 900. Rồi, lên tiếp theo. Rồi, em lên tiếp mã 56. Sao có cảnh phóng ngay co luôn. Cao là 50. Hoành là 23 hơn. Rồi, xây xây luôn. Đấy luôn à quý vị. Cây này có nguyên một ấy tế đặc đây nè. Chà bá đi nè. 60. Rồi. Đây nguyên cái cục này là 60 nè. Vòng vòng đế đều bầu luôn. Rồi, giao lưu như đen. Rồi, mã 56 em giao lưu chỉ có 600 thôi. Rồi, xuống cây luôn. 600. 600 nghe. Bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi, lên 57 luôn. Rồi, em lên tiếp mã 57. Cao là 53. Hoành là 28. Rồi, 28 hoành. Để đây rồi quý vị. Cái này đế nó cũng lạ lạ. Đế nó nổi lên. Rồi, giao lưu như đây Trang. Rồi, em giao lưu 1 triệu mốt cho mã 58 ạ. À. Ủa, 57. 1 triệu mốt cho mã 57. Rồi, em lên tiếp theo là mã 58. Rồi, lên luôn. Rồi, 58 đây rồi quý vị. Rồi, chị cam nó luôn nha quý vị. Mã tiếp theo là mã 58, cao là 65. Hoành là 26. Rồi, 26 hoành. Rồi, giao lưu như đây. Rồi, em giao lưu 800 cho mã 58. Rồi, 800. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em lên tiếp mã 59. Rồi, 59 đây.
Mã 59 cao là 62. Hoành là 25. Rồi, 25 hoành. Cho con vòng nữa ha, cái dạng ngắm nghía xương cành em này nó xương cành xè nè. Sao? Tớp cái hướng này qua cái ha, giữ đó nè, như vậy xương cành nó xè. Mà đây nhỏ lên từ từ đây nó bự chà bá đó luôn. Rồi, tới đoạn dưới đây ha quý vị. Quay nhiều đoạn gì xem cho kỹ ha, từng đoạn. Đó, ok quá đây. Tiền. Rồi, giao lưu bao nhiêu đây? Rồi, em giao lưu 750 ạ. À. Rồi, xuống cây luôn. 750 cho mã 59. Rồi, 60. Rồi, mã tiếp theo là mã 60. Rồi, chiều cao luôn. Cao là 91. Hoành là 26. Rồi, xoay xoay luôn, 26 hoành. Hoành là 26, cao là 91, em này tông cao. Để đây. Để co bẻ cũng ngặt ngặt đấy ha. Rồi, giao lưu nhiêu trai? Dạ, em giao lưu 650 cho mã 60 ạ. Rồi, xuống cây luôn, 650 nghìn. Rồi, tiếp theo luôn. Rồi, mã 61. Cao là 70. Hoành là 31. Rồi, 31 hoành, tay cành đẹp. Cái này nó bung cái tàn xòe ra ha. Bây giờ dựng thêm cái đỉnh đó là ok ha, cái tàn nhìn giờ là ok rồi ha. À, để đây. Tiếp luôn. Đây. Kính hết trần đi ha. Rồi. Luôn như rồi mã 61 em giao lưu 1.6 triệu ạ. Rồi 1.6 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi em lên tiếp mã 62. Rồi 62. Mã 62 cao là 65. Hoành là 26. Rồi 26. Đặt ở trên quá xa đây luôn ha. Rồi giao lưu nhiêu đây? Rồi em giao lưu 600 ạ. Ok luôn, 600 nghe. 63. Rồi em lên mã 63. Rồi chiều cao em 63 luôn. Cao là 45. Rồi cái hoành luôn. Hoành là 26. Rồi xe xe luôn, 26 à. Rồi, để đây quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu? Rồi, em giao lưu 600 cho mã 63. Rồi, 600 luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã tiếp theo là mã 64. Rồi, 64 em này tàn lỡ lỡ. Rồi, chiều cao luôn. Cao 103. Rồi. Hoành là 28. Rồi 28 hoành, em này tàn lỡ hả quý vị? Mình mảy nó ghẻ không à? Là dừng lại cái mặt ghẻ cái đồ này, nó ghẻ như cái gì mình không nói nó xù. Đoạn này ghẻ sẵn xùi. Co không ngặt quá ha, co bẻ sâu xuống. Rồi để đây quý vị ơi, để hàng đế bít bầu cần ha. Đây giao lưu như đem. Rồi mã 64 em giao lưu 1.3 triệu bao ship toàn quốc cho mình luôn. 1.3 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi em lên tiếp mã 65. Rồi 65 cây cuối clip hôm nay. Mã 65 cũng là mã cuối clip của em luôn. Đó, một em tàn cũng lỡ lỡ đây ha. Mấy em vậy chứ cắt về để gì trồng nó mạnh hơn để tàn nguyên thủy luôn á quý vị. Em con sẵn luôn à. Con sẵn vậy nè. Cây nó khỏe hơn. Cao 1m15. Hoành là 27. Rồi, 27 hoành. Tay cành đều rang. À,
này giờ cây này dịu cái gì đặt xuống trồng là hết liền. Cái đầu dít cắt nó trào lên rồi đó cái gì. Đây củ đặt là 52. Rồi. Xem trồng luôn. Để đây. Để ra tự tuần nữa. Cây này vừa đặt trồng liền như cái gì. Đang khỏe luôn. Vậy anh chị mình khỏi cần con tàn gì vô về đặt vô rồi. Sẵn rồi. Ra chị cần dưỡng giùm em thôi. Luôn rồi mã 65 cũng là mã cuối clip em giao lưu 1.4 triệu bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi 1.4 triệu ha. Rồi giờ là gì không Trang? Dạ cuối clip thì em rất mong cô chú anh chị em mình xem và ủng hộ em ha. Có ưng mã nào thì alo trực tiếp ủng hộ giùm em nha cả nhà. Em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều luôn ạ. Chào cả nhà mình ạ.